Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Maxin ATM. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm trên Maxin, Crypto, Forex và Stock US. Mình là Huy. Và trong video ngày hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2020, hôm nay là ngày khá là đẹp ha. Thì hôm, chúng kinh video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về kịch bản của Bitcoin tiếp theo nó sẽ như thế nào. Và trước khi đi vào video thì Maxin ATM tụi mình có một group Telegram nơi trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể scan cái mã QR code trong màn hình hoặc bấm vào đường link mình để trong phần mô tả để tham gia vào group nhé. Trong group thì ngoài mình và cái admin khác ra thì còn có rất là nhiều anh em giỏi khác nữa, nên đây là cơ hội rất là tốt để anh em giao lưu lẫn nhau. Và quay lại video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận định về tình hình của Bitcoin trong thời gian hôm qua. Thì Bitcoin hôm qua nó đóng nén ngày với một thanh nén, với thân nén là khá dài, dài hơn cả bao bọc cả cái thanh nén bullish hôm trước. Đây có thể đây là cây bearish engulfing, nó liên tục đảo khi mà hiện tại sau khi nó hình thành một cây binh ba ở đây, nó hình thành setup bullish engulfing ở đây, và sau khi nó hình thành setup bullish thì nó cũng đã hình thành setup bearish engulfing. Thì tình hình hiện tại thì nó vẫn đang là thế là 50-50, chưa biết là lên hay là xuống. Cho nên hiện tại thì nhưng mà mình vẫn nghiêng về kèo xuống hơn, bởi vì ở 0H4, thì nó đã chuyển sang cấu trúc giảm rồi, bởi vì nó đã phá được cái đáy thấp nhất dẫn đến cái đỉnh cao nhất là cái đáy này, là ở mức 9.695, và nó đã đóng nén qua cái đáy này rồi. Và gần đây nhất thì nó cũng đã làm một cái cây nén giảm như cây hương ở đây, như cây hương ở đây nó giảm và nó đóng nén ở 9.591, và một cái râu nén từ chỗ giá ở phía dưới này nó cũng đang là vùng support support của Bitcoin ở 0H4 ha, ở vùng 9.500 đến 9.600 thì đây cũng là vùng support. Cho nên hiện tại thì mình vẫn ngồi 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 nhìn thị trường. Khi ở đây mà nó phá sang, nó phá qua một cái support này luôn thì nó sẽ có xu hướng là nó hướng về cái vòng support này không. Và ở đây thì mình cũng sẽ nhìn cái setup fraction như pin pa giảm giá hoặc là phi kỳ giảm giá thì mình cũng sẽ sell xuống ngay tại đây, short xuống ngay tại đây ha. Và tiếp theo là kèo BCH ha. Bitcoin Cash thì hôm qua thì mình cũng có lít kèo cho anh em là short BCH ở 4 entry là 420,5 và stop loss là 428, và kèo này nó đã đạt được hơn take profit 3, là đạt hơn mức lợi nhuận 3 mình đã kỳ vọng rồi. Nó giảm xuống đến tận 382 sau khi mình sẽ xóa cái này đi ha. Sau khi nó hình thành một cái setup là pin 3 giảm giá, một cái thanh pin 3 giảm giá ngay tại đây, thì sau đó là nó thả một cái cây nến giảm rất là nhiều ở đây. Ở đây là có thể là đây nó giảm gần 10%, 9,94%, khá là đẹp cho anh em hôm qua. Theo kèo short của mình ha, short BCH này hôm qua thì nó cũng, khi mà mình thấy cái setup biên ba giảm giá cũng không đẹp mấy ở ngay tại đây, thì mình cũng đã có list cho anh em là kèo hiện tại là sót ngay điểm 418,5, và mình cũng đã khớp và mình cũng đã chốt chốt lại rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng đến nó phá được cái vùng support ngay tại đây, vùng kháng cự của đối với view view short thì đây là cái vùng kháng cự. Nếu mà nó đóng nén ở phía dưới cái đường này, đường có vùng support ở vùng kháng cự này, thì mình vẫn sót mạnh giao dịch breakout ngay tại đây ha. Đây mình sẽ kẻ được cái đáy thấp nhất người đây. Nếu mà nó đóng được qua nấy đóng nấy qua được cái đường qua điểm là 364 thì mình sẽ đặt lệnh short này 364,55 này và chờ nó hồi về, và mình sẽ khớp lại rồi nó sẽ tiếp tục đâm xuống ha. Cái đồng Litecoin thì nó vẫn
giống như cái đồng Bitcoin Cash ngày hôm qua thì mình cũng có phím cho anh em là kèo là short ngay tại điểm là 77,24, và hôm qua nó đã đạt đạt được cái mức lợi nhuận cũng khá là ổn. 77,24 kéo xuống đây thì nó cũng hơn hơn 10% hơn 13%, cũng mạnh, cũng thấy cao hơn đồng Bitcoin Cash rồi, và hiện tại nó đang cũng đang tiếp cận cái vùng support cũ, đó là cái vùng 66 đến 67 này, và mình cũng nếu mà nó đóng nén qua cái đường này thì mình cũng sẽ short short breakout ngay tại đây, thì khi mình cũng đặt lệnh limit short ngay tại đây và chờ nó hồi về nó khớp thì mình sẽ khớp lệnh và sẽ gồng ha. Tiếp theo là cái đồng EOS. EOS thì kịch bản nó cũng khá là giống với cái đồng còn lại, khi mà nó sau khi tiếp cận cái vùng 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 support thì nó hình thành một cái setup fakie giảm giá, đây fakie giảm giá, và sau khi hình thành nó fakie thì nó cũng đã đâm một cây cũng khá là sâu á, từ đây mà đâm xuống đây thì cũng gần 20%, 18%, cũng khá là sâu đối với cái đồng altcoin. Thì cái tiếp theo thì mình sẽ cũng sẽ hướng về trade cái đồng Bitcoin Cash, Litecoin và EOS hoặc TRX. TRX thì nó cũng dao động cũng không, đây là cái điểm vào của mình hôm trước tôi không biết 0.2292 short thì nó đúng ngay cái râu, đúng ngay cái râu của cái tay biên ba giảm giá này, nhưng mình không vào lệnh này ha, vì tầm này nó cũng dao động khá là mạnh nên là mình thấy rủi ro cao nên là mình không vào. Ở đây nó giảm hơn 12% nè. Thì cái hiện tại của mình của tất cả các kèo là chờ nó phá được cái vùng kháng cự phía dưới này đối với view short thì mình sẽ chờ nó phá cái vùng kháng cự và mình sẽ vào short ngay từ điểm nó phá, và mình sẽ có pin các kèo lên kênh channel của mình và kênh channel của mặt sinh ATM, cho nên anh em theo dõi và tham khảo ha. Video nhận định thị trường của mình ngày 20 tháng 2 năm 2020 đến đây là kết thúc, và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia vào group machine ATM thì có thể tham gia bằng cách scan cái mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp bằng cách search a cộng machine ATM để tham gia nhé. Và nếu anh em đã có tài khoản thì thoải mái tham gia group để nhận signal free. Anh em có thể ủng hộ team team mình bằng cách đăng ký tài khoản của sàn Snapex, Bing Bong hoặc Lucky Trade theo link giới thiệu của tụi mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả, và tụi mình sẽ để đó làm động lực để mời thêm nhiều các trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em là đạt được lợi nhuận. Và xin cảm ơn tất cả các anh em.